Ở Huế có thức bánh dân gian khiến bao người phải lòng. Nhìn rất là nịnh mắt. Và dẻo dẻo, ngọt thanh, thơm thơm mùi trái cây. Đó chính là bánh bỏ mứt rất đặc biệt của người Huế. Nó được đặt trong chiếc hộp phủ sắt hay còn gọi là hộp pháp lam. Bánh ngũ sắc, bánh lăng, bánh bó mứt, bánh pháp lam có nhiều tên như vậy nhưng thật ra đều cùng là một loại bánh. Bạn đừng ngạc nhiên về điều này nhé, mà hãy gọi đây là món bánh rất Huế. Kế thừa công thức làm bánh cổ truyền từ triều Nguyễn, món bánh có nguồn gốc ẩm thực cung đình gắn với các loại hoa trái của xứ cố đô. Thức quà dân gian này mang trong mình câu chuyện vô cùng thú vị. Khi mà nói tới tên của chiếc bánh ngũ sắc, tức là người Huế đang muốn nói đến cái vỏ của cái hộp bánh này được tạo thành từ nấm màu theo yếu tố của ngũ hành. Vì thế mà người Huế hay làm chiếc bánh này vào dịp đầu năm mới với một cái mong muốn một năm mới có nhiều cái khởi sắc và đa dạng. Mứt trái cây được người Huế làm thủ công một cách tỉ mỉ, khéo léo để làm nhân. Mứt đu đủ, dưa leo sấy, mứt cà chua, mứt bí đao, mứt vỏ quýt, mứt thơm, mứt chuối, mứt gừng, mứt cà rốt. Trong cùng một món bánh, ta sẽ được thưởng thức nhiều hương vị thanh mát của thức quả xứ cố đô. Nguyên liệu để làm nên chiếc bánh bó mứt này, nó là sự kết hợp của bột nếp và các loại trái cây địa phương ở vườn nhà Huế. Điểm đặc biệt nữa, cái màu sắc đa dạng nên khi ăn, mặc dù là chiếc bánh rất là nhỏ nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được cả cái sự thanh mát và sự nồng ấm, ăn mùa nào cũng được. Bánh này thì người Huế dùng nó cho nhiều sự kiện sinh hoạt thường ngày như uống trà, cúng kỳ chạp dỗ ở gia đình hoặc là cả cái sự kiện ở trong cung. Bánh được làm vô cùng tỉ mỉ, không chỉ ngon miệng mà còn đẹp mắt. Chiếc áo cầu kỳ, khung bánh đầy màu sắc cũng ẩn chứa thật nhiều triết lý sống của người dân xứ Huế. Hộp bánh được tạo thành từ 6 mảnh giấy ghép lại. Giấy sử dụng là loại giấy của làng Thanh Tiên, loại giấy truyền thống của Huế với quy luật phối màu của nghệ thuật pháp lam. Đây là một trong những cái món bánh mình cho rằng là nó rất là đặc biệt, là nó thể hiện được cái sự cầu kỳ và tinh tế trong cái nghệ thuật ẩm thực của người Huế, và mình muốn sẽ tiếp tục đối với cả cái thế hệ tiếp theo như một cái cách mình tạo sự yêu thích cho các giá trị truyền thống đối với các em nhỏ và các cái người du lịch địa phương đến thăm Huế có thể biết thêm các cái giá trị truyền thống của Huế thông qua các cái giá trị ẩm thực. Nét ẩm thực tinh tế, tao nhã chốn cung đình, hòa vào nhịp sống dân dã trong dân gian, trở thành thức quà mang hương sắc, vị rất Huế. Đến cố đô, thưởng lãm những bánh cung đình xưa để yêu Huế và trọn vị với Huế bạn nhé!